Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà, các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy dạy nghĩa dụ ngôn có lồn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùn là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta nhặt cỏ lùn rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trong kính hồng ngoại chị em, trong bài đọc 1 thì chúng ta thấy vai trò quan trọng của đấng trung gian. Ông Môi-se là được Thiên Chúa chọn làm trung gian giữa Thiên Chúa và người Israel và giữa Thiên Chúa và con người. Cho nên chúng ta thấy khi chứng kiến con người lầm lỗi thì ông Môi-se đã đứng ra cầu xin Thiên Chúa để Thiên Chúa mở lòng khoan nhân đối với dân của người. Và trong bài đọc 1 thì chúng ta cũng thấy Chúa tỏ mình ra trong Môi-se và người tự nói Ngài là Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Thiên Chúa thực sự là một đấng từ bi, Ngài nén giận, Ngài giàu nhân nghĩa, đầy lòng bao dung, và Thiên Chúa cũng chậm bất bình và giàu tình thương. Trong bài tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy Thiên Chúa thực sự là một đấng giàu nhân nghĩa và một đấng chậm bất bình. Bởi vì giữa cỏ lùn và lúa, giữa người tốt và người xấu, giữa người công chính và kẻ bất lương, Chúa không đành ra tay tiêu diệt những người bất công và những kẻ bất lương. Chúa để cho họ có thời gian ăn năn sám hối để trở về với Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy Chúa Giêsu khẳng định bốn thực tại sẵn có cho chúng ta. Thực tại thứ nhất là có sự tồn tại của Thiên Chúa và có sự tồn tại của ma quỷ. Thực tại thứ hai là Chúa để cho người giữ sống cùng với người tốt, cho kẻ bất lương sống cùng với người công chính. Bởi vì sao? Bởi vì chính nhờ những người bất lương, những người bất chính, Chúa dùng họ để thánh hóa con cái mình. Và sự tồn tại thứ hai mà chúng ta thấy đó là sự tồn tại của án phạt và phần thưởng. Như trong bài tin mừng Chúa nói, những kẻ làm điều gian ác thì họ phải lãnh án phạt, đó là vào nơi tối tăm, ở nơi đó phải khóc lóc và nghiến răng. Còn đối với người công chính thì họ chói lọi như mặt trời vào lò nước của cha họ. Cho nên đó là phần thưởng dành cho những ai xứng với việc họ làm. Chúng ta biết Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương, Ngài giàu lòng xót thương thật, nhưng Ngài không Ngài không
vào phe với những kẻ tội lỗi, Ngài không nhu nhược với những người có tội. Có thưởng thì Chúa thưởng, mà phạt thì Chúa phạt, giống như bài đọc 1 Chúa nói, kẻ làm điều bất chính thì Chúa không chỉ phạt đến 3 đến 4 đời con cháu họ. Mà nổi bật nhất chúng ta biết trong thời Cựu Ước, khi ông vua David phạm tội ngoại tình và giết vợ ông Uriah để lấy bà Bathsheba làm vợ mình, thì Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Nathan đến cảnh báo ông, và Chúa đã báo cho ông biết là án phạt Thiên Chúa sẽ giáng xuống. Cho nên khi ông còn sống thì chúng ta thấy con trai cả của ông đã lấy thê thiếp của ông làm vợ. Vào đến đời vua Salomon thì vương triều của vua David đã bị chia thành 12 tiểu vương quốc khác nhau. Và thực tài thứ tư và cũng là thực tài cuối cùng, đó là ngày tận thế. Ngày tận thế là một thực tài sẽ đến và sẽ đến với mỗi người chúng ta, không ai có thể tránh được. Thế cho nên Chúa nói là con cái của sự sáng, con cái của khôn ngoan thì chúng ta cần phải sẵn sàng và tỉnh thức. Ngày Chúa đến như kẻ trộm, Chúa không báo trước cho ai cả. Những ai sẵn sàng và những ai luôn luôn sống đẹp lòng Chúa, sống trong ân nghĩa của Chúa thì sẽ đón được phần thưởng nước trời, nước mà Chúa đã dọn sẵn cho họ. Thế nhưng buồn cho thế giới ngày hôm nay, người ta không tin là có Thiên Chúa, có ma quỷ, người ta không tin có hạnh phúc đời sau, người ta không tin có thưởng và phạt, người ta không tin có sự lành và sự dữ. Con người ngày hôm nay tự đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa, để rồi cho mình quyền để xét xử kẻ khác. Cho nên mỗi khi lắng nghe lời Chúa là nhắc nhở mỗi người chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và Chúa nói phúc cho ai trung thành cho đến cùng thì người đó sẽ được ơn cứu độ. Thứ bảy tuần trước con có đi sức dầu cho một bà cụ cho một bà cụ 92 tuổi và ông cụ 98 tuổi. Khi con đến nhà bà là người Mỹ. Khi con đến nhà, từ khi con bước vào trong nhà cho đến khi con xin phép con ra về, thì bà luôn quỳ trước mặt con. Con bảo bà già rồi, nếu thế này bà đừng có quỳ, bà đứng lên hay bà ngồi bà xưng tội cũng được. Thế nhưng bà bảo không, tôi phải làm việc đền tội. Thì sự thật xảy ra như thế này, khi bà ở trong bệnh viện thì bà đã chết lâm sàng. Và trong thời gian đó thì bà đi xuống nơi luyện tội, và trong nơi luyện tội thì bà chứng kiến những người ta phải chịu những hình khổ khác nhau. Điều mà bà nói bà sợ nhất đó là bóng tối nơi luyện tội. Một bóng tối mà chúng ta có thể chạm được chính bằng tay của chúng ta, nơi mà chúng ta không còn nhìn thấy ai, không còn tiếp xúc được với ai, chỉ có bóng tối bao phủ lấy mình. Trong lúc run sợ và lo lắng như thế, bà không biết làm gì, thì đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai bà và nói: ta sẽ cho con một cơ hội, bây giờ con hãy về làm việc đền tội những gì con đã phạm. Thì chính lúc đó bà thấy một ánh hào quang bao phủ trọn con người của bà, và bà đã trở lại. Khi bà bình phục, bà trở về nhà, điều đầu tiên bà làm là bà muốn gặp linh mục để xưng tội. Cho nên bà nói là bây giờ tôi cố gắng hết sức có thể để sống làm một người phụ nữ hết sức đơn thành, để mỗi ngày tôi sống là một ngày tôi làm việc đền tội, để khi Chúa thương gọi tôi về, tôi không còn phải xuống nơi luyện tội nữa. Bà nói nơi luyện tội là có thật. Cho nên trong tin mừng Chúa Giêsu, Ngài cũng khẳng định rõ ràng con người sống ở đời này là khi những gì chúng ta làm thì đều theo mỗi người chúng ta, có thưởng và có phạt, thưởng cho những ai sống công chính và án phạt cho những ai sống bất lương.